hello chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với âm thanh đơn tiến à, và ngày hôm qua thì em đã có thanh lý xả hàng cho các bác một cặp uh, loa mắc và một con đẩy giá cực kỳ rẻ và em đã lỡ các bác uh, xem video và liên hệ em đã không còn hàng và các bác biết tại sao các bác không săn được những dòng sản phẩm sớm nhất không ạ tại vì các bác chưa đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông, quan trọng nhà các bác nhấn vào nút quả chuông để mỗi lần em ra video xả hàng, thanh lý những cái mặt hàng giá rẻ thì các bác có thể săn được những cái mặt hàng ngon mà giá rất chi là hời các bác nhá. Quan trọng là đồ nó vẫn rất là chất lượng. Và bên em thì đặc biệt là lắp những cái đồ hãng rất là nhiều và trong quá trình đi lắp đặt thực tế cho các hộ gia đình thì các bác đã nâng cấp cũng như là đổi đồ đổi đồ, đồ mới đồ cũ thì bên em có thu mua được về những cái dòng sản phẩm giá rất là rẻ và còn chất lượng rất là tốt các bác nhé và để mà nợ các bác clip hôm trước thì em có mấy cái mặt hàng ở đây thì các bác nào hãy nhanh tay nhấn like và đăng ký kênh giúp âm thanh tân tiến để kênh ngày một phát triển cũng như là nhấn bút quả chuông mỗi lần em ra video xả hàng thì các bác có thể là uh, nhận được những cái video sớm nhất để các bác săn đón các bác nhé. À, trước tiên thì ở đây thì em đang có vài mặt hàng thôi Mỗi ngày em sẽ lên cho các bác một vài video Để các bác uh, săn Đấy các bác nhá Ở à, đây thì em đang có một con uh, quản lý nguồn của DBX Thì uh, các bác biết đến thương hiệu DBX thì nó rất là nổi tiếng của bên Trung Quốc Và đây là những cái dòng sản phẩm mà uh, uh, dành cho các bác uh, chơi sự kiện uh, DBX thì nó rất mạnh về những cái con uh, cốt số Đấy cốt số này Quản lý nguồn và... À, loa à, nó rất là nổi tiếng rất là nhiều mô đen nhưng mà phải kể đến là cốt số của DBX thì các bác biết được thương hiệu nổi tiếng rất là nổi tiếng của cốt số và quản lý nguồn của DBX thì nó cũng rất là hot các bác nhá ở đây thì em đang có một con DBX SR328 SR328 à, thì con này thì nó sẽ có là à, 8 công tắc tám à, 8 công tắc ở đây và sẽ có 10 cổng cắm 10 cổng cắm các bác nhá và nguồn của nó sẽ bên đây hoạt động bình thường Đấy, zin rất đẹp, có mỗi một điều này. Mỗi một điều là nó mất cái chân nguồn này. Đấy, các bác nhìn thấy dây nguồn to chưa? Các bác nào mà uh, nấu nối cái rắc vào để các bác cắm ổ điện này để để hoạt động bình thường ấy thì các bác uh, cắm vào cho em Thì hiện tại ở đây thì uh, chuột cắn thôi. Em giật ra các bác nhá. Đấy. Và ở đây thì em thanh lý được một con rất là rẻ xả cho các bác, giá chỉ 200 000 nữa các bác nhá. Ok thì uh, tiếp theo đó là một con sub của boss các bác nhá. Uh, hay các, các bác còn gọi là loa bô với những dòng loa bô thì các bác biết được rằng là những cái dòng loa mà chuyên nghe nhạc ở đây thì uh, em có một con sub bô nhưng mà các bác biết đến bô thì nó sẽ là những cái dòng series uh, loa nhỏ nhỏ như là 301, lẻ một series ba series bốn sáu lẻ một series có rất là nhiều series mà mỗi một dòng series thì nó sẽ mang một cái chất âm uh, riêng biệt à, các bác nhá ở đây thì em đang có một con súp của bốt à, các bác biết được rằng là những cái dòng loa của mỹ thì tiếng nó rất là êm. Đấy, những cái dòng loa của bốt này thì là dòng loa chuyên nghe nhạc các bác nhá. Nếu các bác nào mà nghe nhạc thì uh, những cái dòng súp này tiếng nó mềm, uh, mềm nó sâu, nó uy lực các bác nhá. Với những con này thì các bác yên tâm là uh, các bác ghép trong bộ dàn nhà mình ấy thì tiếng nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Ở đây thì vỏ nó sẽ hơi xấu này các bác này. Vỏ này hơi xấu này. Đấy, à, chầy này, giá xả này các bác có 600.000 con súp thôi súp bốt bãi các bác nhá đây mới gọi là bãi này các bác này xảy sọc này xước nhìn còn uh, rất là tốt Nó sầy sọc một tí thôi nhưng mà vỏ nó vẫn ok uh, đây thì em chưa vệ sinh các bác nhá còn nguyên tem này ttl này nó vẫn còn tem này chưa bung chưa sửa chữa zin đét đẹp luôn đấy nó sẽ có uh, ngõ rắc uh, cầu hai level input đấy Chảy các bác cái lối này có power này đấy. sẽ có rắc 6 ly này có nguồn cho các bác bật này và sẽ dùng chân ba chạc các bác nhá nó sẽ có là cái uh, cầu chì ở đây à, nếu có bác nào mà uh, bất chợt lấy con loa cắm về nó không có nguồn thì các bác hãy cầm kiểm tra cầu chì các bác nhá biết đầu nó chỉ bị đứt cái cầu chì thôi các bác có thể nhìn thấy là Boss AM 1200 đấy đây là những cái dòng bốt. Uh, của Mỹ đấy mới đi Mexico sản xuất tại Mexico quá nhá lưới tản nhiệt rất là to nhìn các bác nhìn thanh nhôm này rất là dày các bác nhá nhìn đồ xịn nó phải thế các bác ạ đấy chính vì nó cũ nó sẩy sọc à, nó kém rồi thì em thanh lý cho bác và em mua được giá rẻ em đây chỉ bán hòa các bác nhá cũng không bán lãi lời gì tại vì biết là những cái dòng loa này bán này thu hồi vốn rồi các bác nhá lên đây giao lưu cho các bác à, tiếp theo đó là một cặp loa full à, 30 GVL. đấy và đây là những cái dòng loa mà em đã bóc được ruột gan đây và trong quá trình em đi lắp đặt thực tế gia đình thì em có thu về được những cái dòng karaoke này đấy. với những cái dòng mà loa full thì các bác biết là nó ăn công suất rất lớn để chúng ta hát karaoke tiếng mic nó nhẹ nó sáng và nó khỏe đấy quan trọng là công suất nó đạt thì mình hát karaoke nó sẽ rất là ấn tượng so với những cái dòng loa bắt nằm như này đấy, tí nữa em sẽ xả cho các bác dòng loa bắt nằm này quá nhá với con loa full này thì thùng vách của nó rất là đẹp đấy thùng vách rất đẹp nhá hàng họ thì em cứ cam kết kết là zin đét đẹp, đẹp luôn ở đây thì uh, con loa này thì nó sẽ sử dụng với chép 450 đấy chép 450 nhìn các bạn nhìn từ rồi nó dày dặn này cơ mà đấy chép 450 các bác nhá côn 44 và từ của bát này đầu đây bát này là Bát 12 inch Có nghĩa là bát 30 sử dụng Từ 190 Các bác nhìn to Gần bằng bàn tay luôn Từ 1990 Côn 75 Đấy Và các bác có thể nhìn màng này ở Đặc điểm với những cái dòng JB thì Màng nó hơi hồng hồng này Đấy Hơi hồng hồng này Nhìn rất là đặc trưng các bác nhé Các bác có thể nhìn thấy keo rốn này Keo rốn nó rất là đẹp Rất là bóng bóng các bác nhá Hàng cứ cam kết các bác là gìn đét đẹp, đẹp luôn Gân vải tẩm dầu Tại sao lại gân vải tẩm dầu này Nó không phải là gân mút xốp như những cái dòng loa làm với những cái dòng loa nén thì nó nén công suất rất là lớn và những cái gân vải tầm dầu này thì nó sẽ có độ đàn hồi kém nó giữ được cái độ cân bằng uh, của khi mà cái mặt mà làm màng loa dao động này các bác nhé nên là uh, cái dòng cái, cái 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 cuộn côn nó đặt bên trong ấy, thì nó sẽ được cân Đấy, khi mà nó dao động liên tục mà cái vành này nó giữ được cái độ thăng bằng nó không bị lật nó không bị méo thì nó sẽ không bị sát côn và sát côn nhiều quá nó sẽ bị nóng Nó sẽ cuộn côn lên nó nó cháy côn đấy nó nóng lên nó sẽ cháy côn Nó sẽ cháy loa các bác nhá đấy đấy là cái gân vải tẩm dầu này thì nó có một cái đặc điểm rất là tốt để các bác chơi nhạc mạnh và nó ăn công suất tốn thì con loa của mình rất là bền đấy các bác biết được rằng là gân xếp này đấy, nó giữ được cái độ cân bằng của cái màng loa khi nó dao động rốn nó rất là đẹp các bác nhá rốn này kèo rốn rất là đẹp luôn hàng họ thì em cứ cam kết các bác là nguyên zin zin nét đẹp luôn phần tần này rất to và gấu các bác nhá Đấy, bông này bông tiêu âm này dây dợ này có dây đồng luôn chứ không phải là dây nhôm nhôm nên nắp được một thời gian nó han han các bác nhá Đấy, dây dây đồng xịn luôn các bác này hàng họ gần zin nét đẹp, đẹp luôn từ rất là dày dặn các bác này không mẻ sứt mẻ gì luôn nó là seri này các bác này Đấy, quan trọng nhất là giá đúng không các bác? Các bác đang quan tâm con JB này về giá đúng không? Em quay lốt cho các bác cái model đằng sau này các bác biết được rằng là giá trị đến đâu này. Đấy. Với cái con JBN KS 6120M K2 Nam mã, công suất là 450W và giải tần 47 đến 20 kHz, độ nhạy là 97,5 dB, đánh ở trở kháng 8 ohm. Đấy. Hai cổng À, xịp công để cho các bác kết nối đường new vào à, đấy thì uh, con này thì uh, em xả cho các bác giá 1 triệu 500 nghìn đồng bằng con uh, uh, con Martin tin ngày hôm qua các bác nhá giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi xả cực kỳ là rẻ để các bác trải nghiệm tiếp theo đó là một cặp loa nằm của Gillette Gillette là một uh, dòng loa của hàng công ty Đấy, vẫn còn tem công ty này các bác này đây là dòng loa 25 các bác nhá uh, một bát và một chép màng giấy với uh, con này thì em không tháo e căng ra đấy nó vẫn còn gì vẫn còn tem này em không tháo đấy, để cho các bác biết là những cái dòng loa hãng thì chả mấy ai bung ruột gan nội thất ra cả đấy tại vì nó vẫn còn tem nó vẫn còn zin đét uh, vì uh, những cái dòng loa như vậy thì các bác nhìn vào tem nó biết là hàng thật hay hàng giả và còn zin hay không cứ nhìn vào tem nếu mà đã cậy cái tem ra thì nó sẽ không còn zin các bác nhé Ờ uh, có thể là nó 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 nát cái tem mọi người bung ra người ta vệ sinh hoặc là người ta kiểm tra Quay rụt ra nội thất cho các bác xem thôi Đấy là hàng bãi Nếu mà chưa bung ra thì các bác cũng không cần xem nội thất Đấy tại vì nó có tem rồi Và con loa này em xả cho các bác giá chỉ có 800 nghìn thôi các bác nhá Gân mút sốt sử dụng với một con loa bát 25 và một chép màng giấy Nếu mà các bác nào mà làm loa trợ lời uh, với con bát 25 này thì rất là tuyệt Nhà bác nào có bát 30 ghép thêm một đôi 25 này vào thì hát okay, kêu okay, thì tiếng mic quá nhẹ luôn các bác nhá và tiếng nó cũng sẽ đầy hơn, không với không gian nhà các bác đầy hơn rất là nhiều. Ở nhiều bác là có một đôi 30 rồi thì cắm sắm thêm một đôi mươi uh, 25 nữa rất là phù hợp, tiếng nó rất là mềm. Nếu mà sắm thêm hai đôi full 30 thì có thể là nó hơi cứ cứng, cứng tiếng, nhưng mà được cái mic lên nó rất là nhẹ. Đấy nhưng mà khi các bác hoạt động một thời gian thì tiếng nó sẽ mềm dần, mềm dần. nghe càng nghe, nghe lâu càng hay các bác nhá đấy là những cái gì mà em đang đây xả thanh lý các bác giá vô cùng là rẻ à, một con quản lý nguồn à, và một con súp đấy và cặp lo full à, 30 với một cặp lo làm 25 các bác nhá và ruột gan nội thất cũng như là giá cả em đã công bố hết trên video rồi à, các bác nào mà có nhu cầu nhanh tay hãy nhanh liên hệ ngay từ số Zalo và số điện thoại em để trên màn hình các bác nhá à, và xin kết thúc video tại đây hẹn các bác trong những clip tiếp theo và xin chào các bác